Kính chào toàn thể các bậc phụ huynh cùng các con thân mến. Hôm nay cô rất vui khi gặp lại các bậc phụ huynh trong một video hướng dẫn phụ huynh làm cách nào để cho cơ thể trẻ được lớn lên và khỏe mạnh. Vậy để cơ thể trẻ được lớn lên và khỏe mạnh thì chúng ta cần những gì? Đó là trẻ phải ăn uống hợp vệ sinh, biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, kết hợp với việc tập luyện thể dục thể thao. Bên cạnh đó thì trẻ cũng cần có chế độ ngủ nghỉ, học tập vui chơi, giải trí, khoa học và lành mạnh. Để thực hiện được yêu cầu này thì các bậc phụ huynh cần phải chuẩn bị một số hệ thống câu hỏi trò chuyện với trẻ. Và ngay sau đây, xin mời phụ huynh cùng đón xem một số câu hỏi mà tôi đã chuẩn bị để các bậc phụ huynh có thể tham khảo và hỏi trẻ khi ở nhà nhé. Nên thì các bậc phụ huynh sẽ hỏi trẻ để cơ thể của con có thể lớn lên và khỏe mạnh thì con cần làm gì? Sau khi trẻ trả lời xong thì các bậc phụ huynh hãy nhắc trẻ để cơ thể của chúng mình có thể lớn lên và khỏe mạnh thì con cần phải ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và hợp vệ sinh. Tiếp đó là chúng mình phải biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, kết hợp với tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe và có một chế độ ngủ nghỉ khoa học thích hợp. Như vậy thì cơ thể của chúng mình mới có thể lớn lên và khỏe mạnh được. Vậy ăn uống đầy đủ dinh dưỡng là ăn những món ăn được chế biến từ những nhóm thực phẩm gì? Sau khi trẻ trả lời thì các bậc phụ huynh hãy nhắc trẻ về 4 nhóm thực phẩm cơ bản. Đó là nhóm thực phẩm giàu tinh bột, đường, nhóm thực phẩm giàu chất đạm, nhóm thực phẩm giàu chất béo và nhóm thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng. Để hiểu hơn về những nhóm thực phẩm này thì các bậc phụ huynh sẽ trò chuyện với con về từng nhóm thực phẩm. Đầu tiên là nhóm thực phẩm chứa nhiều tinh bột đường thì các bậc phụ huynh sẽ hỏi con những thực phẩm nào chứa nhiều tinh bột đường. Sau khi trẻ trả lời thì các bậc phụ huynh hãy nhắc trẻ đó chính là gạo, ngô, khoai, sắn. Những món ăn nào được chế biến từ những thực phẩm chứa nhiều tinh bột đường? Đó chính là cơm chúng mình ăn hàng ngày hay các món ăn khác như là ngô chiên, ngô luộc, khoai lướng. Đối với nhóm thực phẩm chứa nhiều chất đạm thì các bậc phụ huynh cũng trò chuyện với trẻ tương tự như vậy. Các bậc phụ huynh sẽ hỏi trẻ những thực phẩm nào chứa nhiều chất đạm. Sau khi trẻ trả lời thì các bậc phụ huynh hãy nhắc trẻ những thực phẩm chứa nhiều chất đạm đó chính là các loại thịt, cá, trứng, sữa. Có những món ăn nào được chế biến từ những thực phẩm giàu chất đạm? Sau khi trẻ trả lời thì các bậc phụ huynh hãy kể tên giúp trẻ một số món ăn được chế biến từ những thực phẩm giàu chất đạm như thịt kho tàu, trứng chiên, trứng ốp, cá rán, cá lấu hay tôm hấp, tôm luộc. Đối với nhóm thực phẩm giàu chất béo thì các bậc phụ huynh cũng hỏi trẻ có những thực phẩm nào giàu chất béo. Sau khi trẻ trả lời, các bậc phụ huynh sẽ nhắc trẻ đó chính là mỡ động vật, dầu thực vật hay bơ là những thực phẩm mà chứa nhiều chất béo. Còn hãy kể tên các món ăn được chế biến từ những thực phẩm giàu chất béo. Sau khi trẻ kể tên thì các bậc phụ huynh có thể nhắc trẻ một số món ăn được chế biến từ những thực phẩm giàu chất béo như là món thịt, ba chỉ, luộc hay kho tàu. Rồi những món ăn xào, nấu, chiên có sử dụng dầu thực vật hay bơ, mỡ động vật. Cuối cùng là nhóm những thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng thì các bậc phụ huynh cũng hỏi con những thực phẩm nào giàu vitamin và chất khoáng. Sau khi trẻ trả lời thì các bậc phụ huynh hãy nhớ nhắc con những thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng đó chính là các loại quả, các loại rau, củ. Những món ăn nào được chế biến từ những thực phẩm giàu vitamin và chất khoáng đó chính là các loại quả các con ăn hàng ngày hay những món canh rau, củ, quả được nấu chế biến trong các bữa cơm hàng ngày đấy. Sau khi trò chuyện về 4 nhóm thực phẩm xong thì các bậc phụ huynh hãy giáo dục con hàng ngày nên ăn đầy đủ các món ăn, ăn hết suất không bỏ phí, ăn chín, uống sôi. Đối với các loại hoa quả thì chúng mình cần phải rửa sạch, bỏ vỏ và bỏ hạt trước khi ăn. Thì như vậy cơ thể của chúng mình mới có đầy đủ dinh dưỡng, mới có thể lớn lên và khỏe mạnh được. Ngoài ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì chúng mình cần làm gì để cơ thể khỏe mạnh? Sau khi trẻ trả lời thì các bậc phụ huynh nhớ nhắc con ngoài việc ăn uống đầy đủ dinh dưỡng thì chúng mình còn cần phải giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh sạch sẽ nữa. Con sẽ làm gì để giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh sạch sẽ? Sau khi trẻ trả lời thì các bậc phụ huynh hãy giáo dục con để giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh sạch sẽ thì hàng ngày con cần phải đánh răng, rửa mặt, rửa tay, tắm, rửa
và lau dọn nhà cửa, không vứt rác bừa bãi, phải vứt rác đúng nơi quy định. Để cơ thể được khỏe mạnh thì chúng mình cần làm gì nữa? Để cơ thể được khỏe mạnh thì chúng mình còn cần phải kết hợp với tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Các con sẽ tập thể dục thể thao vào những thời điểm nào trong ngày cho thích hợp? Sau khi trẻ trả lời thì các bậc phụ huynh hãy nhắc trẻ hàng ngày, thời điểm thích hợp để chúng mình tập luyện thể dục thể thao đó là vào những buổi sáng sớm. Vào những buổi sáng sớm thì còn giúp cho cơ thể của chúng mình hấp thụ vitamin D đấy. Và ngoài ra thì chúng mình có thể tập luyện thể dục thể thao vào những buổi chiều tối mát. Bên cạnh việc ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ kết hợp với chế độ tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe thì chúng mình cần phải ngủ nghỉ như thế nào để cho cơ thể của chúng mình khỏe mạnh? Sau khi trẻ trả lời thì các bậc phụ huynh hãy nhớ nhắc con, chúng mình cần phải ngủ đủ và đúng giờ giấc. Đó là hàng ngày chúng mình lên ngủ trưa và buổi tối thì chúng mình không lên đi ngủ quá muộn, buổi sáng chúng mình cũng không thức dậy quá muộn. Sau khi trò chuyện với trẻ xong thì các bậc phụ huynh hãy nhớ giáo dục trẻ, để cơ thể của con có thể lớn lên và khỏe mạnh thì con cần phải ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, kết hợp tập luyện thể dục thể thao và có chế độ ngủ nghỉ phù hợp. Bên cạnh đó thì các con cũng cần phải có chế độ vui chơi, học tập, khoa học, lành mạnh thì cơ thể của chúng mình mới có thể lớn lên và khỏe mạnh được. Rồi, cô đã hướng dẫn cho các bậc phụ huynh cùng trò chuyện với trẻ về đề tài bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh. Cô rất mong phụ huynh có thể dành một chút thời gian để cùng trò chuyện với trẻ để giúp trẻ biết rõ hơn về cơ thể mình và có lối sống khoa học lành mạnh. Cô xin chúc toàn thể các bậc phụ huynh cùng các con có một sức khỏe dồi dào và cô xin hẹn gặp lại các con trong một tiết dạy khác nhé. Thank you.